hơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu, ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên thôi chẳng trách em, tôi quen rồi những chuyện dạng dở từ khi mới rồi em. Dáng dỡ khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng duyên tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận người mau đổi thay. Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ, mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thuở nào. Ngày tôi 18 chót yêu ai bằng trái tim, tôi xây bao giấc mộng nhưng đâu ngờ duyên không thành. Đời tôi từ đó với cô đơn như tình nhân, một thân lẻ loi biết ai chia sẻ nỗi lòng. Và tôi đã gửi gắm tâm tư qua khúc ca, tôi không hề trách đời hay giận người phụ tình tôi. Lòng tôi chôn vùi một mối tình mười năm qua rồi chưa lãng quên. Chuyện xưa day dứt mãi trong tim, giọt sầu cháy trong đêm thương, cuộc tình đáng dở dang. Làm sao quên được thuở ban đầu, tình xưa bây giờ thành nỗi đau. Đời tình vẫn lênh đênh giữa dòng đời đầy bao giờ. Chiều nay dừng chân quán bên sông mưa tầm ta, chợt nghe bài ca cũ miên man một nỗi. Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng, riêng tôi đời còn cô đơn. Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng, riêng tôi đời còn cô đơn. Thank you.
Thưa quý vị, các anh chị, các bạn, quý vị vừa thưởng thức hai bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang với tựa đề Người yêu cô đơn và Đời còn cô đơn qua tiếng hát của các ca sĩ nam danh ca Ngọc Sơn và nam danh ca Quang Linh. Và chủ nhân đêm nhạc hôm nay, thưa quý vị, ca sĩ Quang Lê. Kính thưa quý vị, có thể là hôm nay anh vô đây chút, rồi anh trai vô đây một chút. Kính thưa quý vị, đây là ông anh của Quang Lê. Cái thời mà Quang Lê nghe anh Quang Linh hát, lúc đó Quang Lê mới có 18, 19 tuổi. Ồ không, anh mới đi hát có 2, 3 năm như mấy. Nói thế lộ ra già lắm. Không, cách đây khoảng, kính thưa quý vị, cách đây khoảng... Quang Lê thì sang Mỹ khoảng 24 năm rồi. Nhưng mà Quang Lê sang Mỹ khoảng 4-5 năm thì bắt đầu Quang Lê được nghe anh Quang Linh hát. Còn riêng anh Ngọc Sơn thì Quang Lê vừa mới sang Mỹ thì Quang Lê mua cái băng cassette đầu tiên. Đó là cái bài Những con đường mang em, mang tên em. Đó là cái cuốn cassette đầu tiên mà Quang Lê nhớ là Quang Lê mua năm 1991. Cho nên hai người đây, Quang Linh và Ngọc Sơn, là thần tượng của Quang Lê. Dạ. Và bố Quang Lê rất là yêu quý Quang Linh cũng như Ngọc Sơn. Bố Quang Lê rất ước mong một lần nào đó được sự kết hợp giữa người con của bố cũng như với hai thần tượng. Thì hôm nay, năm vừa rồi, ba Quang Lê đã mất ra đi rồi. Nhưng mà có lẽ là hôm nay trong cái không gian này, chắc có lẽ là ba của Quang Lê cũng ở trong đâu đó trong cái rạp này để mà chứng kiến cái sự chân tình của Quang Lê đối với hai người anh. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Vì một tràng vỗ tay để chào đón một người anh của Quang Lê. Anh này với Quang Lê cũng có một cái chữ lót rất là giống nhau, cũng là lót bằng chữ Q, chữ Quang. Một tràng vỗ tay dành cho nam danh ca Quang Dũng. Quang Dũng xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Và hôm nay cùng với Quang Lê xin được gửi đến quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc được mang tên Cây đàn bỏ quên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mãi tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó nhưng em đâu rồi. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tin ta đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn tình ta. Khi bông hoa úa vàng tình ta, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương tình ta. Đàn ơi, thôi cứ lên tiếng than, hãy cứ gieo nỗi oan trên đường lên viễn phương. Người ơi, tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Thank you.
tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tang đem về say đắm. Tôi nâng niu hoa tàn khi bông hoa úa vàng tình ta. Lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương tình ta. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than hay cứ xeo nỗi oan trên đường lên viễn phương. Hãy muốn biết với tình hoa thắm thiết yêu tôi hay yêu đàn, 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 yêu tôi hay yêu đàn. À, Quang Lê cảm ơn anh Quang Dũng rất là nhiều. À, quý vị có thể thấy là hồi xưa giờ thì nói chung lại là Quang Dũng và Quang Lê có lẽ là hai trường phái khác nhau. Anh Quang Dũng thì chỉ hát nhạc thính phòng, rồi những bài tình, bài trẻ, nhạc Phạm Duy, những bài hát rất là tình, thính phòng. Nhưng mà Quang Lê thì chuyên về cái dòng nhạc bolero, trữ tình, nhạc vàng. Và hôm nay là lần đầu tiên kết hợp giữa anh Quang Dũng và Quang Lê. Thì Quang Lê cảm thấy rất vui. Cảm ơn anh Dũng đã coi như là khuyên Lê hát cái dòng nhạc Phạm Duy này. Thì cũng là một cái thử thách. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sự hiện diện của Quang Dũng. Và thêm một lần nữa, Quang Dũng sẽ hát thêm để tặng quý vị. Một tràng pháo tay dành cho Quang Dũng. Xin cảm ơn Quang Lê, xin cảm ơn rất nhiều.